Quý vị đang theo dõi chương trình của Việt TV Network và Việt Radio 1560 AM hiện đang live, và đây là chương trình hội thoại với blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Hôm nay chúng tôi có blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, chú Hoàng Bách và Thường Minh. Trong phần 2 của chương trình này, quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại 713-931-1560, 713-931-1560 để trò chuyện trực tiếp cùng với blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Dạ vâng, trước khi mở đường dây để quý thính giả có thể gọi vào đóng góp ý kiến cũng như chia sẻ và đặt câu hỏi với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, thì chúng tôi cũng mong quý thính giả là đóng góp những câu góp tích cực để mà có thể hỗ trợ các nhà đấu tranh dân chủ một cách hữu hiệu. Bởi vì những cái bài học mà quý vị thấy là những người đi trước ra đó, thì quý vị có dư luận viên và đã tiếp tay, đã phá hoại hay là như thế nào đó để gây cho các dư luận viên ở trong nước họ xuyên tạc bôi nhọ những anh em ở trong nước ra, thì chúng tôi hy vọng là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là đứa con của thành phố Hiếu Tinh của chúng ta, cho nên quý vị cũng thương yêu nâng đỡ để cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ngoài cái ổn định của gia đình sẽ tiếp tay góp cùng với các bạn ở trong nước để đưa cái cao trào đấu tranh, cái tiến trình dân chủ nó nhanh hơn. Dạ vâng, và chúng tôi xin phép mời một thính giả trên đường dây. Dạ chào quý đài. Chào, dạ, chào anh cô Như Quỳnh. Dạ, dạ xin cho biết quý danh ạ. Dạ tôi tên là Thanh. Dạ, dạ chào. Xin chào chúc mừng Như Quỳnh. Dạ, và thấy Như Quỳnh lần này phỏng vấn thấy tốt, trả lời hay hơn lần trước, và xin thay mặt thôi người ta làng chúc mừng Như Quỳnh tới đất Mỹ, và xin nhường những cái lời hỏi cho các người đi sau, và xin cảm ơn ạ. Dạ xin cảm ơn ông Thanh. Chúng tôi xin chuyển đường dây sang một thính giả tiếp theo. Dạ xin báo một bài tên ạ. Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Dạ vâng. Chào cháu Như Quỳnh, chào ông Hoàng Bách, chào cháu Tường Minh. Tường Minh, tôi là Trần đó. Thì trước tiên là chú chúc mừng Như Quỳnh đã bước chân được sang đến bờ tự do, và bây giờ những cái lời khen cháu thì bây giờ chú có khen chăng nữa thì nó cũng thừa thôi, là bởi vì nhiều người khen quá rồi, không? Thì bây giờ chú chỉ phân định cái lập trường của cháu khác với những người trước đây, để cho người ta ai cũng thấy rằng là cái lập trường của cháu rất là sáng tỏ và rõ ràng. Chẳng hạn như những người trước đây mà còn ở trong nước đó thì nghĩa là đấu tranh chống cộng hăng lắm, nhưng mà khi mà được ra được đến ngoại quốc rồi đó, những người quốc gia mà ra đón họ đó, họ có một cái lập trường khác hẳn rồi, họ không hợp tác với người quốc gia ngoài này, mà họ vẫn tôn thờ ông Hồ Chí Minh và tôn thờ Đảng Cộng sản. Họ nói rằng là cái cộng sản nó không có xấu, nhưng những người thi hành cái chính sách đó nó sai lầm. Nhưng thành thử ra họ như vậy là họ vẫn tôn thờ cái đường lối của cộng sản, chẳng hạn như là ông Điếu Cày hay là ông cụ Huy Hòa Vũ, rồi ông Hoàng Bùi Tín, rồi bà Dương Thu Hương, mấy người đó là không có bao giờ họ hợp tác với những người quốc gia ở bên này hết á. Họ chỉ nghĩa là lập lờ để mà như vậy thôi, nhưng mà chúng tôi biết hết rồi, không có khi nào mà chúng tôi hợp tác với những người đó. Mà ra đây mà không hợp tác với những người chống cộng ở ngoại quốc này thì hỏi là họ chống cộng mấy ai? Chú Trần ơi, chú Trần có thể đặt câu hỏi trực tiếp được không ạ? Dạ, chúng tôi có rất là nhiều người đang gọi vào ạ. Chú muốn hỏi cái gì với Như Quỳnh ạ? Không, chú chỉ khen cháu Như Quỳnh là khi cháu bước chân sang đây đó, khi mà có người đặt câu hỏi cháu là cháu đứng về phe nào, phía nào, thì cháu đã xác nhận ngay rằng là cháu đứng về dưới cái lá cờ đỏ, lá cờ vàng đó. Yeah. Là một cái lời xác định rất là rõ ràng, chú khen cháu vậy thôi. Yeah. Còn bây giờ khen cái gì nữa thì cũng bằng thừa thôi cháu nhé. Dạ, dạ vâng, cảm ơn ông Trần ạ. Dạ, chúng tôi xin chuyển đường dây sang một thính giả tiếp theo. Hello. Dạ. Hello. Dạ xin nghe ạ. Tôi chúng tôi nghe rồi ạ. Xin ông cho biết quý danh ạ. Xin hỏi cô Như Quỳnh một cái điều này. Cô có nhận xét gì về cái nền giáo dục ở chế độ Việt Nam Cộng Hòa với nền giáo dục ở chế độ sau năm 1975? Xin ông cho biết quý danh trước ạ.
Đã tiện xưng tên là Trần. Dạ chú Trần, dạ. Dạ. Chú còn câu hỏi nào nữa không? Tôi thấy là chế độ Việt Nam Cộng Hòa thì chương trình học của nó rất là rõ ràng. Gồm có đại số học, lượng giác học, hình học không gian, quang học, vật lý học. Và đó, tất cả những cái đó là những cái mấu chốt để mà phát triển cái nền kinh tế của nước nhà. Nhưng mà tôi thấy là như Quỳnh là người chịu sự giáo dục của sau 1975 thì có, theo như Quỳnh thì có cái gì khác nhau giữa hai cái nền giáo dục đó. Dạ, cảm ơn ông Trần. Bây giờ nó tụt hậu quá xa so với những cái nước lân cận. Dạ, mời Như Quỳnh. À, dạ vâng, xin chào ông Trần ạ. Cái để có câu trả lời là nhận xét hoặc là so sánh gì về giữa hai nền giáo dục giữa Việt Nam Cộng Hòa và Cộng sản Việt Nam thì mình không thể nhận xét được, bởi vì mình không có ngày nào được giáo dục và cũng không có học gì đến, không, cái chương trình học nó không liên quan đến từ Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà cái thành quả của nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa để lại, Quỳnh có thể nhìn thấy từ bố mẹ, từ thế hệ của bố mẹ, từ ông bà, dạy không chỉ là các cái giá trị kiến thức để làm giàu cho đất nước, mà còn là dạy các giá trị trở thành một con người văn minh, nhân bản. Ra đường gặp xe tang phải biết ngã mũ cúi chào, đi về gặp ông bà phải thưa chào dạ thưa như thế nào. Cái giá trị đạo đức đó nó ăn sâu vô máu những người như bố mẹ Quỳnh, cho nên Quỳnh biết chắc rằng là cái những người sinh ra và trưởng thành trong cái nền đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa đó đã thừa hưởng, may mắn hơn tụi Quỳnh rất nhiều, là thừa hưởng được sự nhân bản, thừa hưởng được cái sự văn minh của thế giới từ trước năm 1975. Và nói xấu hay tốt thì chỉ cần nhìn chung nha, đừng nhìn từng con người mà phải nhìn chung thế hệ, nhìn chung thì để biết rằng là xấu hay tốt, cái con người mà nó đâu có phải là một cái khuôn, cái đâu phải người máy đâu mà anh đưa ra định hướng là phải thành con người xã hội chủ nghĩa. Không thể định hướng con người được, cho nên anh cho Quỳnh một câu hỏi theo Quỳnh là nó khó, vì Quỳnh đâu có ngày nào được giáo dục đâu. Nhưng mà cái thành quả văn minh và nhân bản có thể thấy từ Việt Nam Cộng Hòa để qua bố mẹ, để biết rằng là nó không xấu như tụi Quỳnh được giáo dục ạ. Xin cảm ơn anh đã có câu hỏi ạ. Dạ vâng. Chúng tôi xin mời một thính giả tiếp theo. Hello. Dạ, xin chào cô. Dạ, đã tôi hỏi là cái gia đình của Như Quỳnh đó, ông già của Như Quỳnh có phải là Hà Sĩ Lam Vị Đồng Quân hay không? Dạ, cảm ơn. Dạ vâng, con xin chào Quỳnh, xin chào cô ạ. Và dạ, cô ơi, cô cho biết quý danh được không? Dạ, xin chào. Vâng. Cô Vân, dạ. Dạ vâng, Quỳnh xin chào cô Vân ạ. Dạ đúng ạ, thông tin mà cô nhận là đúng ạ. Dạ, ok. Tại vì gia đình Vị Đồng Quân có gửi cho gia đình của Như Quỳnh 3.000-4.000 đồng gì đó. Nhưng mà trong anh em thì cứ hỏi là cô phải gọi lên để hỏi có thử có đúng là gia đình Vị Đồng Quân hay không. Yes, dạ, okay. Dạ đúng mình ạ. Happy. Cô còn câu hỏi gì với lại Như Quỳnh nữa không? Dạ, chị hỏi cái đó tại vì anh em có gửi tình giúp cho Như Quỳnh đó. Dạ. Gia đình Quỳnh gửi lời. Ok, cảm ơn nha. Dạ vâng. Qua đây thì Quỳnh cũng xin thay mặt mẹ và gia đình cảm ơn cô Vân và các anh chị em đã có lòng giúp đỡ gia đình Quỳnh trong suốt thời gian Quỳnh đi tù. Thực sự thì đến bây giờ Quỳnh còn nợ những người như cô Vân và những người âm thầm khác giúp, bởi vì mọi người giúp rất là nhiều mà có những người lại còn không cho biết tên. Cho nên qua đây cũng nhân cái cơ hội mà Đài Việt TV cho Quỳnh cái cơ hội lên sóng thì Quỳnh cũng mong muốn là cảm ơn tất cả các mạnh thường quân, tất cả các anh chị em khác đã giang tay nâng đỡ và hỗ trợ gia đình Quỳnh trong suốt thời gian Quỳnh đi tù ạ. Xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Dạ, gia đình Vị Đồng Quân, gia đình Vị Đồng Quân gửi. Tại vì anh em góp tiền hàng năm đó, rồi thành ra gây quỹ rồi có để dành để gửi cho những người về Việt Nam đó. Thành ra cái đó, cô chỉ muốn là cảm ơn tất cả cái chuyện mà đúng đắn là đúng là gia đình của Như Quỳnh là ông già là Hạ Sĩ Quan Vị Đồng Quân. Ok, vậy thôi, tụi này xin sướng. Cảm ơn em nha. Dạ, cảm ơn cô bà Văn. Chúng tôi xin chuyển đường dây sang một thính giả tiếp theo.
Mời quý vị lên tiếng. Dạ, xin chào. Hello. Dạ. Dạ, xin chào chú Hoàng Bách và chào Tường Minh, nhất là Như Quỳnh, à, mẹ nóng. À, thưa mình tên là Út Trần, và có cái tên nó là Út Kiệt Tình ở trên Facebook. Cái đêm mà đón rước mẹ nắm ở phi trường, mình là người đã tròn hai cái vòng hoa lên cổ của mẹ Thúy Trang và Như Quỳnh. Đó là hai vòng hoa mà mình nghĩ rằng cái sự chiến thắng, đại chiến thắng của mẹ nắm là đã chống lại được cái tụi cộng sản vô thần và đến đất tự do, mặc dù đó là một cái điều mà Như Quỳnh mẹ nắm không muốn rời quê hương yêu quý của mình, nhưng ở trong cái thế buộc phải đi. Và cái điều mà mình muốn nói lên ở đây là cảm ơn cái tinh thần chiến đấu rất là bất khuất, rất là mãnh liệt của một nữ nhi. Chị đã hy sinh gia đình, mẹ và hai đứa con để mà chiến đấu bất khuất, không cúi đầu trước cái lũ cộng sản. Và chị đã vào tù suốt 2 năm, bỏ mẹ già và con thơ tại gia đình. Bây giờ chị đã được tới đây rồi, mình muốn xin hỏi chị là hiện giờ tất cả những cái anh chị em trong cũng như ngoài tù, họ có còn một cái tinh thần để chiến đấu như mẹ lắm hay không? Và chị là cái người hiểu rõ họ hơn hết. Vậy thì cái nhóm người của tụi này ở bên đây, Thiên Tân, muốn liên kết với chị để chị cho biết những cái đường hướng như thế nào, để rồi chúng tôi sẽ cùng chị, chúng tôi sẽ cùng nhau đóng góp để nhờ mẹ nắm có một cái cách nào đó, chắc là mẹ nắm hiểu hơn ai hết, để mình giúp đỡ một cái số những người đấu tranh cho dân chủ, một cái nền dân chủ mà chúng ta rất là cần. Vì thế cho nên là tôi muốn liên lạc với mẹ nắm để rồi chúng tôi có những cái kết quả có thể là giúp cho gia đình mẹ nắm một chút đỉnh gì đó. Anh em chúng tôi là cái nhóm người tị nạn và giúp những người đấu tranh dân chủ ở Việt Nam. Sau đó xin nhà nắm cho cái số phone để liên lạc. Dạ. Cầu chúc gia đình nhà nắm luôn luôn khỏe mạnh và giữ vững một cái tinh thần chiến đấu đến khi nào bọn cộng sản nó sẽ đổ, không có còn cái chế độ độc tài đó nữa thôi. Dạ. Xin trân trọng kính chào chú Hoàng Bách, Tường Minh và nhà nắm. Dạ, cảm ơn chị Út Trần. Dạ, em xin Quỳnh xin cảm ơn cái câu hỏi của chị Út Trần. Chị có hỏi Quỳnh về tinh thần của anh em. Quỳnh nghĩ là chắc Quỳnh không cần phải nhận xét tinh thần anh em như thế nào, bởi vì với cái bản án 10 năm của Quỳnh rồi, sau đó rất là nhiều bản án nặng nề mà anh chị em trong nước vẫn tiếp tục lên tiếng, vẫn tiếp tục tranh đấu, thì tức là tinh thần anh chị em Quỳnh không cần phải có câu trả lời nữa. Cái cách để mình liên hệ thì việc Quỳnh cũng không có biết là nên như thế nào, vẫn tạm thời vẫn có thể và vẫn chưa có giữ được liên hệ hết toàn vẹn với anh em trong nước. Nhưng mà Quỳnh mong là chị đã có lời như vậy, thì hy vọng là tất cả các cái hoạt động tiếp theo của anh em mạng lưới blogger Việt Nam sẽ được các anh chị, nhóm các anh chị ủng hộ. Về phần liên hệ với Quỳnh thì Quỳnh hiện tại Quỳnh chưa có số điện thoại. Chị có thể liên hệ với Quỳnh qua cái PO Box 2064 Sugarland, Texas, zip code là 77487. Chị Quỳnh xin lỗi, chờ mình đi vô cái giấy thôi nha. Dạ, Sugarland, Texas, 77487 nha cô nha. Dạ, dạ. Xin Như Quỳnh đọc lại cho mình cái số. PO Box 2064 Sugarland. 2064 Sugarland, dạ. Dạ. Texas 77487. Dạ. Quý vị có thể gửi thơ với Như Quỳnh
qua cái địa chỉ Billbox đó. Dạ, xin cảm ơn cô ạ. Dạ, dạ, chúc Như Quỳnh luôn luôn vững một cái tinh thần chiến đấu hào hùng nha. Dạ, dạ, xin cảm ơn cô ạ. Là ở đây. Dạ, dạ, con chào dạ. Cô. Dạ vâng, cảm ơn cô rất nhiều và chúng tôi xin chuyển đường dây sang một thính giả tiếp theo. Mời quý vị lên tiếng và cho biết quý danh. Chào quý vị, chào cô Như Quỳnh. Dạ, xin chào ông. Rồi, tôi là David, xin nói chuyện với Như Quỳnh để hỏi một câu đó mà tôi nghĩ là mọi người cũng có thể hỏi. Xin cô cho biết cái thời gian mà cô ở tù vậy đó, hay là bị đày đọa như vậy đó, thì cô ở chung với ai? Một mình hay là những người tù nhân khác? Về chính trị hay là những tù nhân hình sự, là họ đã làm gì cho cô, họ giúp cô như thế nào hoặc là họ bày đọa cô thế nào, xin cô cho biết. Chúng tôi cần hiểu rõ hơn về cái chế độ, mặc dù chúng tôi là dân cũng ở tù cộng sản mà ra, nhưng mà chắc chắn nhẹ nhàng hơn cô. Cảm ơn cô và cảm ơn quý vị. Dạ, dạ vâng, xin chào ông David ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của ông ạ. Quỳnh ở tù là 2 năm 7 ngày và trong suốt 15 tháng đầu thì Quỳnh ở chung với tù hình sự. Trong một cái buồng giam 9 mét vuông thì có hai người, Quỳnh và cái người tù hình sự khác nữa. Thì lúc đầu thì có thể là họ do công an dặn dò thì họ cảnh giác và họ giống như là luôn muốn kiểm soát mình. Nhưng sau đó thì sống một thời gian, mình chia sẻ con đường, mình chia sẻ tâm tình thì có vẻ họ hiểu và họ thông cảm, cho nên họ không gây khó khăn gì ở trong cái khoảng thời gian đầu đó, là những người bạn tù. Còn cái điều kiện sống ở trong tù, cái thời điểm mà bị tạm giam, Quỳnh nghĩ là Quỳnh cần chia sẻ cho mọi người biết là nó rất khắc nghiệt. Một căn phòng khoảng cỡ 8-9 mét vuông có hai người và mình phải ăn uống, rồi vệ sinh, rồi tắm rửa, tất cả nó đều ở trong phòng đó. Họ sẽ không mở cửa, không có cửa sổ. Nó chỉ có ba cái ô thông gió, nó cỡ khoảng một viên gạch ở Việt Nam, nó dài khoảng khoảng cỡ 15 cm và nó có cái ba ô thông gió đó là để lấy ánh sáng. Còn cửa thì mỗi ngày họ sẽ chở mở ra cho mình 5 phút thôi để phơi quần áo, khoảng như vậy. Thì cái điều kiện ngủ sẽ không có gối, sẽ nằm trên một cái sàn đá, sẽ không có gối. Thời gian đầu bị tạm giam là không có gối, mình thì rất là mỏng và quần áo mang vào trong phòng giam chỉ có 2 hoặc 3 bộ thì mình phải thay qua đổi lại. Đó là điều kiện tạm giam. Khi mà mình có bản án rồi, mình lên trại giam lớn thì nó thoải mái hơn một chút. Thì Quỳnh ở chung với hai người tù hình sự khác nữa. Ở cái buồng giam kế bên cạnh là một người tù chính trị khác là em Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Và Mẫn ở chung với một tù hình sự khác, tức là hai tù chính trị sẽ ở chung với ba tù hình sự khác. Những người tù hình sự này thì họ có nhiệm vụ là mang cơm nước đến giờ, vì mình không được, họ nhốt mình vào trong một cái khu riêng biệt, tách biệt hoàn toàn với tất cả các phạm nhân khác. Và hai vì là chỉ có hai chị em cho nên hai chị em Quỳnh và Mẫn chia sẻ và nâng đỡ tinh thần cho nhau trong suốt một thời gian dài, khoảng 10 tháng Quỳnh ở trên trại 10 tháng Quỳnh ở trại giam số 5 Thanh Hóa, 10 tháng. Dạ vâng, và chúng tôi xin chuyển đến dây sang một thính giả tiếp theo ạ. Dạ, xin chào ạ. Xin cho biết quý danh. Dạ, em tên là Kiếm Hiệp đấy chị. Chào chị Trường Linh, chào mẹ Nấm và chào chú Hoàng Bách. Với em đó thì em thấy là Như Quỳnh thì cũng giống như là với cách suy nghĩ duy tư thì giống như là chân cách kinh nghị thời đại mới thôi. Rồi em thấy rằng đó thì với cái tính cách học hỏi và siêng năng tìm hiểu thêm về cái đất nước và con người Việt Nam trước thời giải phóng đó, thì em thấy nó cũng rất là xứng đáng và em rất là tôn trọng vô cùng. Rồi em thấy như kiểu rồi bây giờ mẹ nắm đã qua bên này rồi thì có tiếng nói mạnh mẽ hơn nhiều người khác. Thì có một số người thì như em đó, bây giờ cái cuồng máy mà tuyên truyền của cộng sản đó, họ lúc nào họ cũng hả tỏ vẻ họ là đi đúng đường đúng gì, nhưng mà thật ra nếu mà suy nghĩ cho cùng đó, ngay cả Hồ Chí Minh chưa chắc ông đã nghĩ rằng ông là đi đúng con đường nữa. Tại vì tổng bí thư mà Mikhail Gorbachev đã nói rằng ông đã bỏ một nửa cuộc đời của ông để đi theo lý tưởng cộng sản, nhưng mà ông
chợt nghĩ ra, ông thú nhận ra đó, cộng sản chỉ biết là chỉ biết tuyên truyền và tố cáo mà thôi. Và cái người mà trung tướng Trần Độ, cộng sản cũng nói là hệ thống tuyên truyền của Đảng Cộng sản thì là cái lưỡi gỗ chuyên nói láo, nói lấy được cho sướng cái mồm, nói láo như phường cô học. Lúc ngày xưa thì em cũng đã thường lên trên cái diễn đàn của họ đó, thì họ lúc nào mà đi vô hay cái gì đó, họ cũng coi những cái người mà chủ tịch hay là những lãnh đạo của họ như kiểu là độc công rồi. Họ chỉ muốn ai vua theo thôi, chứ họ không có cái đầu óc mà để suy nghĩ. Một mà cái đầu óc mà suy nghĩ riêng cho họ, họ chỉ sống rồi thì theo cái tính cách của họ thôi. Nhưng mà những con người cộng sản đó, ngay cả bây giờ cho tới hạ cái mà Vladimir Putin nó cũng nói là cái tin cộng sản đó là không có cái đầu, mà ai làm theo lời của cộng sản là không có cái tim. Họ bản thân họ cũng cảm thấy là cộng sản không có còn một cái điều gì mà chính xác cái gì, mà tại sao họ vẫn đi theo. Tại vì cứ em nghĩ là cái đó là cái quyền hành và cái những cái điều mà họ muốn ôm lấy cái họ đâu có nghĩ vô dân tộc, không nghĩ với lại cái tình quê hương đất nước gì hết. Họ chỉ muốn làm lợi cho bản thân và cá nhân họ mà thôi. Dạ vâng, cảm ơn anh nha. Theo như quần á thì mình phải làm cách nào đó để mà phá bỏ cái bộ máy tuyên truyền của họ không? Dạ vâng, xin chào anh Kiếm Hiệp. Cảm ơn câu hỏi của anh dành cho Quỳnh. Quỳnh nghĩ chỉ có một cách thôi, cộng sản là dối trá thì chúng ta phải nói sự thật. Có một cách duy nhất đó thôi. Mà để nói sự thật thì nó cũng có nhiều cái đánh đổi lắm. Để muốn nói sự thật thì mình phải vượt qua được cái sự sợ hãi đã. Ở trong nước có sự sợ hãi của trong nước, ở ngoài cũng có sự sợ hãi của ở ngoài. Thì ở ngoài thì còn anh chị em bên ngoài thì còn họ hàng bạn bè, nhiều khi muốn nói thật cũng sợ, nói thật lòng mình tôi không thích cộng sản, tôi ghét cộng sản, nhưng mà lại sợ là không biết mai mốt mình về có bị khó dễ gì không, sợ cái đó. Mọi người ở ngoài cũng có cái sợ của mọi người chứ, ở trong nước thì cũng sợ là nói thật. Những người đã bước qua được nỗi sợ thì sẽ nói thật được, cho nên cách duy nhất để thắng cộng sản chỉ là nói thật. Và một trong những cái bằng chứng kết tội Quỳnh đó là một cái status của Quỳnh trên Facebook, đó là cộng sản đã dối trá thì chúng ta chỉ có một thứ vũ khí, đó là sự thật. Đó là cái một trong những bằng chứng kết tội Quỳnh. Cho nên anh hỏi làm thế nào để thắng bộ máy tuyên truyền thì Quỳnh nói là chỉ có một cách thôi, nói thật. Nói thật, và lời nói thật đó phải xuất phát từ tấm lòng chân thật ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của anh ạ. Dạ vâng, và chúng tôi xin mời một thính giả tiếp theo ạ. Mời quý vị lên tiếng cho biết quý danh ạ. Hello. Dạ. Dạ tôi muốn hỏi, tôi mới mua chai thuốc mà nó trong muốn ngoài xa nó. Chú ơi, chú lộn rồi, đây là chương trình là chúng tôi, đây là chương trình hội thoại với blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Ngày hôm nay quý vị có những câu hỏi gì hay là muốn trò chuyện tâm sự với blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, mời quý vị gọi vào trong chương trình này. Đây là chương trình live bắt đầu từ 11 giờ và chúng tôi sẽ kết thúc vào lúc 1 giờ. Chúng tôi xin chuyển đường dây sang một thính giả tiếp theo. Và kính thưa quý vị, những câu hỏi khác thì quý vị có thể gọi vô số văn phòng là 713-469-9000. Mời một thính giả tiếp theo ạ. Alo, chào chị Tường Minh, chào chú Hoàng Bách, chào Như Quỳnh. Mình là Tân Hùng đó. Mình nói như vậy nè, những cái lời của những lời khen của Như Quỳnh đó thì nhiều lắm rồi. Giờ mình hơi phản biện chút xíu để cho Như Quỳnh sẽ đừng có sẽ bị giống như những người mà người ta sẽ diệt Như Quỳnh vô giống như biết cày hay là những cái gì đó. Trong cái xuyên suốt trong cái cuộc tranh đấu cho cái dân chủ của Việt Nam á, mình thấy cái tên Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nó cũng đã có một cái chương ở trong đó rồi. Coi như đối với mình á, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh do missing accomplished, so đi qua bên đây á, cái sự tranh đấu cho cái ở bên đây với bên nhà nó rất là khác nhau, cho nên Như Quỳnh á nên nói ít mà thực hiện nhiều
thì á, giúp cho Như Quỳnh hơn là Như Quỳnh mà nói nhiều mà Như Quỳnh không làm được gì nhiều á thì sẽ bị ném đá, cũng sẽ coi như là những cái người như đứa cày hay gì đó. Cái đó là một tấm lòng mình thật sự mình muốn chia sẻ với lại chị Như Quỳnh, tại vì bên đây cái đấu tranh nó khác, thấy không? Và rồi trong tương lai chị sẽ còn phải lo cho con cái ăn học đưa đón, tất cả những cái môn học này còn nó sẽ chiếm rất nhiều thời gian của chị. Nếu mà chị làm không được mà chị đã nói nhiều quá, người ta sẽ ném đá chị. Cho nên chị đừng nói chị âm thầm chị làm được nhiều á thì tốt hơn. Tại vì cái sự mà đấu tranh của người ở bên ngoại quốc này nó so complicated. Chị sống lâu chị sẽ thấy nó đủ hội đoàn, đủ hết, nó đá, nó đấm nhau tùm lum. Anh Hùng ơi, không tốt. Anh Hùng ơi, cho Tường Minh nhắc anh Hùng chút xíu là nếu anh Hùng có những câu hỏi gì anh Hùng có thể đặt trực tiếp với chị, tại vì chúng tôi có rất là nhiều thính giả đang chờ đợi ạ. Ok vậy thôi, dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh Hùng rất là nhiều về những ý kiến đóng góp. Xin mời Như Quỳnh. Dạ, xin cảm ơn những cái lời khuyên của anh Hùng. Thật sự thì Quỳnh cũng biết rằng là ai là bạn mình thì khen mình, nhưng mà ai chê mình là thầy mình. Cho nên anh cũng không phải ngại là nói cái gì trước, hoặc là không Quỳnh hoàn toàn đó là những cái lời góp ý mà Quỳnh nghĩ Quỳnh cỡ nó sẽ soi sáng cho Quỳnh. Đúng như là anh Hùng nói, Quỳnh không có dám nói gì hết, bởi vì là cái thời gian Quỳnh xa gia đình, xa con đó, nó làm tổn thương tâm lý hai đứa trẻ rất là nhiều, và suốt khoảng thời gian này Quỳnh sẽ chỉ dành cho gia đình thôi. Quỳnh cũng đã chia sẻ từ nãy suốt chương trình đến giờ là những gì Quỳnh muốn cũng chỉ là hạnh phúc của mẹ và con, của những người thân cận xung quanh Quỳnh trước. Cho nên Quỳnh sẽ dành thời gian cho gia đình trước. Nhưng Quỳnh cũng muốn anh và tất cả mọi người biết rằng là tự do cho Việt Nam nó là cái khát vọng, là cái ước mơ của Quỳnh. Cho nên sau khi đã hoàn tất nghĩa vụ của một người mẹ, một người con trong gia đình, chắc chắn Quỳnh sẽ tìm cách nuôi dưỡng cái ước mơ của Quỳnh. Và Quỳnh cũng mong mọi người là đừng quá kỳ vọng vào những điều Quỳnh nói, mà hãy nhìn vào những việc Quỳnh làm để ủng hộ Quỳnh và các anh chị trong nước khác trong tương lai ạ. Xin cảm ơn những lời khuyên của anh Hùng. Dạ vâng, và chúng tôi xin mời một thính giả tiếp theo ạ. Ồ, dạ, chào chị Tường Minh, chào chị Như Quỳnh, em là Bảo. Dạ mời anh Bảo đặt câu hỏi ạ. Dạ, em có một câu hỏi như vậy. Và em cũng thường nói với tất cả những bạn em hoặc là những bạn nào mà có tham gia vào mặt trận chính trị đó, thì em thường nói về Việt Cộng nó rất là mỹ dân, mình sống với nó giống như cái thòng lọng ở cái cổ của mình, và khi nó mở cửa thị trường ra mà nó nói là tự do thì chẳng khác nào giống như nó thấy mình nghẹt thở thì nó chỉ mở ra một chút cho mình dễ thở, và những người bị nó dướng vào cái chồng đó thì sẽ nói rồi bây giờ nó mở cửa thị trường, nó tự do hơn. Nhưng thật sự mình vẫn nằm trong cái thòng lọng của nó. Như vậy có phải vậy không chị Như Quỳnh? Dạ vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh Bảo. Quỳnh ở trong nước, tụi Quỳnh quen với một cái khái niệm mà Quỳnh nghĩ chắc mọi người cũng đã đọc trên báo Lệ Đảng, đó là tự do trong khuôn khổ. Nó nằm ở trong tất cả các bản cáo trạng hoặc là những cái biên bản làm việc. Muốn có tự do, đúng rồi, tự do phải có khuôn khổ chứ không thể nào là... Đó là cái lời tuyên truyền của báo chí Lệ Đảng. Tự do phải là do nhà nước ban cho. Và chính vì như vậy cho nên là những người tranh đấu cho tự do là bị xếp gọi là đi ra ngoài khuôn khổ, gọi là đi trái lề, đi khác lề. Nó mới có cái khái niệm lề trái và lề phải. Cho nên đúng như anh nghĩ là Việt Nam chính phủ Việt Nam á, họ chỉ muốn vẽ ra cho thế giới thấy rằng là Việt Nam ngày hôm nay phát triển về kinh tế, đất nước thanh bình, kêu gọi du lịch, kêu gọi người này người kia đến, thì đó là cái bức tranh mà họ muốn vẽ ra. Còn nếu anh nhìn thấy những cái đoạn phim mà những cái đạo diễn người nước ngoài đến á, một trong các đạo diễn người nước ngoài đến làm phim ở Việt Nam đã nói với Quỳnh rằng là tôi thấy sự lo âu và sự sợ hãi trên gương mặt của người Việt Nam, thì cái đó nó chưa có tự do thật sự. Cho nên qua đây Quỳnh muốn chia sẻ với anh cái khái niệm tự do trong khuôn khổ. Cảm ơn câu hỏi của anh ạ. Dạ, xin cảm ơn hai chị ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Bảo đã gọi vào tham gia chương trình. Chúng tôi xin chuyển đường dây sang một thính giả tiếp theo ạ. Mời quý vị lên tiếng cho biết quý danh và đặt câu hỏi. Xin tắt giùm chúng tôi cái radio hoặc là cái TV ạ. Chúng tôi bị cái tiếng vang trên đài. Mời một thính giả tiếp theo ạ. Dạ, chào chú. Có phải tôi không ạ? Dạ thưa chú đó ạ. À, dạ tôi có mấy lời nói chuyện với cô Nguyễn Thị Như Tình như thế này. Xin ông cho biết quý danh ạ. Xin ông cho biết quý danh ạ. À, tôi tên là Hòa. À, tôi xin có mấy lời nói chuyện với cô Như Tình như thế này. Thật ra khi nãy tôi có nghe nói một câu là có những người họ nói rằng cô hoặc giả là những người trẻ ở Việt Nam mình đấu tranh cho sự tự do của đất nước Việt Nam là mục đích để được đi Mỹ, thì cái lời nói như vậy không bao giờ nó có thể rớt ra từ miệng của những người Việt quốc gia yêu nước ở hải ngoại, cũng như không bao giờ nó được thốt ra từ những người Việt quốc gia yêu nước ở trong nước. Và đó chẳng qua là lời nói của những cái ngu súng hoặc là của bè lũ cộng sản. Nó vạch ra như vậy bởi vì nó khi mà nó đấu phải đối diện với thế giới, với sự đấu tranh của thế giới, nó phải thả những người cựu tù chính trị thì nó bôi nhọ người cựu tù chính trị Việt Nam. Nó thả những người đấu tranh cho tự do thì nó phải bôi nhọ, nó có cái cách bôi nhọ. Chứ còn cộng đồng người Việt quốc gia không bao giờ có những người ăn nói một cách ngu xuẩn như vậy. Cho nên là riêng bản thân tôi rất là kính phục những người trẻ ở Việt Nam có tinh thần đấu tranh chống cộng sản để đem lại cái sự ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, tôi cũng xin có ý kiến đóng góp với cộng đồng người Việt quốc gia của mình ở hải ngoại. Thật ra chẳng hạn như là hiện tại đây là cô Nguyễn Thị Như Quỳnh đang đối mặt với chúng ta, thật ra cô bị lòng yêu nước, vì sự tự do của dân tộc, thì đấu tranh cho sự dân chủ, tự do của dân tộc, mà cô và những người khác thì hy sinh bản thân mình, hạnh phúc của mình, hạnh phúc của gia đình mình, đấu tranh để rồi phải chịu tù tội, thì đó là do cái tinh thần yêu nước của những người trẻ. Chứ còn thật sự ra những người trẻ này không phải là những chính trị gia. Cho nên xin quý vị có gọi vào có những ý kiến thắc mắc gì hay là đóng góp ý kiến gì thì nên đóng góp ý kiến giúp đỡ, ủng hộ tinh thần cho cô. Cô cũng mới qua Mỹ, mới bước chân lên đến bờ tự do, nó rất quá mới mẻ đi, và bao nhiêu những chuyện xung quanh cô còn chưa giải quyết xong được, thì làm sao cô có thể trả lời những câu hỏi nó có tính chất hát muốn của những người mà có cái tinh thần hỏi dạ. Dạ vâng, cảm ơn ông Hòa rất là nhiều. Bây giờ thì chúng tôi xin phép để mời tiếp vị thính giả. Dạ cảm ơn ông Hòa nha. Dạ. Dạ dạ cảm ơn. Dạ. Mời một thính giả tiếp theo ạ. Xin chào. Chúng tôi xin chuyển đường dây sang một thính giả tiếp theo. Hello, có phải tôi không ạ? Dạ thưa, đúng rồi ạ. Xin cho biết quý danh ạ. Dạ. Chào các hai chị và chào anh Cú Hoàng Bách. Tôi tên là Phương. Tôi có một đặt câu hỏi cho chị Tấm như thế này. Thường là các nhà dân chủ đấu tranh khi trong nước họ đấu tranh rất là mạnh mẽ. Nhưng mà khi được qua Mỹ rồi đó, thì cái độ đấu tranh hình như họ giảm xuống và họ yếu đi đó. Tôi đang biết tên như chị Nắm tương lai như thế nào á. Tôi có câu hỏi như thế không? Dạ vâng. Xin cảm ơn câu hỏi của anh Phương để dành cho Quỳnh ạ. Quỳnh nghĩ rằng là bất kỳ một người nào khi mà rời Việt Nam trong cái điều kiện từ nhà tù đi thẳng đến Mỹ như thế này thì đều cần phải có thời gian thích nghi với cuộc sống, hoặc là từ cái môi trường trong nước phải vật vã, phải mỗi ngày phải sống trong lo sợ, thức dậy không biết công an có đi theo không, hôm nay mình lên chỗ làm mình có bị đuổi không, hôm nay nhà mình có phải bị cái này bị cái kia không. Từ cái môi trường nó như vậy
giống như một cái cây nó đang quen ở xứ nhiệt đới rồi, bây giờ bứng qua xứ lạnh thì phải cần có thời gian thích nghi. Cho nên cái việc mà hội nhập, ở đây mình gọi là hội nhập á, thích nghi với môi trường, với đời sống, với tập tính, văn hóa, rồi tất cả nó đều đòi hỏi có thời gian hết. Và ở trong nước hay ở ngoài nước gì thì cái nhu cầu cá nhân, nhu cầu đời sống cá nhân của mỗi người nó cũng luôn khiến cho người ta phải bận rộn. Mình phải sống trước đã mình mới tranh đấu chứ. Cho nên là ở đâu cũng vậy. Ở trong nước hay ở ngoài nước vậy, vì gì cũng vậy. Nhưng những người ở đấu tranh trong nước đi ra ngoài họ sẽ phải mất thời gian thích nghi. Cho nên Quỳnh nghĩ khi các Quỳnh biết là mọi người ở bên ngoài rất là kỳ vọng, rất là mong mỏi là những người trong nước sẽ làm được một cái điều gì đó, nhưng mà Quỳnh mong là các anh chị cũng kiên nhẫn cho chúng tôi, những người vừa mới thoát ách tù cộng sản, vừa mới thoát cái sự đàn áp á, có thời gian thích nghi. Thích nghi để làm sao? Thích nghi để lựa chọn cái vị trí, thích nghi để vai trò của mình. Bởi vì khi anh đã có tự do ở bên này rồi, anh phải làm sao? Anh phải hoàn thành cái vai trò của một người con, của một người mẹ, một người anh, người chị với gia đình mình trước đã. Bởi vì mình không thể mang tiếng là đi đấu tranh suốt từ trong này ra ngoài kia, từ ngoài mà để cho người thân trong gia đình mình cảm thấy họ mệt mỏi, họ phải gánh cái gánh nặng của mình. Cho nên như lúc nãy Quỳnh nói, Quỳnh có thể nhắc đi nhắc lại cái tự do và hạnh phúc cho những người Việt Nam thực sự, bởi vì nó còn là anh chị em họ hàng và bà con của Quỳnh ở đó mà. Nó là khát vọng trong lòng Quỳnh. Và Quỳnh sẽ, sau khi thu xếp thời gian cho hoàn thành cái vai trò của mình trong gia đình rồi, Quỳnh sẽ tiếp tục tìm cái môi trường, tiếp tục tìm cách để nuôi dưỡng cái khát vọng đó. Hy vọng là anh hài lòng với câu trả lời này của Quỳnh, và cảm ơn câu trả lời của anh, câu hỏi của anh ạ. Dạ vâng, và chúng nhiều chúc chị đạt được cái kỳ vọng vậy. Cảm ơn chị, bye bye. Dạ vâng, cảm ơn anh. Chúng tôi xin chuyển đường dây sang một thính giả tiếp theo ạ. Mời quý vị lên tiếng. Để chào chị Tường Minh và chị Như Quỳnh ạ. Và dạ, có chú Hoàng Bách nữa ạ. Tôi Linh Tâm đây ạ. Dạ, chào chú Linh Tâm. Và chào Chiến Hữu Hoàng Bách luôn nữa. Thế này, tôi xin có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là, theo tôi biết là nhiều đồng hương ở Houston cũng có ước mong là được gặp trực tiếp với lại chị Như Quỳnh đó. Vậy thì chị Như Quỳnh đó, có cái chương trình nào đó, kế hoạch nào để tổ chức một cuộc ra mắt trực tiếp với lại và tiếp xúc với các đồng hương tại Houston, tại trụ sở cộng đồng hoặc là tại nhà Việt không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Rồi câu hỏi thứ hai nữa là có những đồng hương cũng có thiện ý, tiền tâm là giúp đỡ buổi đầu tiên khó khăn về vấn đề tài chính cho chị Như Quỳnh. Thì cái địa chỉ của chị có phải là PO Box 2064 Sugarland, Texas 774870 ạ? À, chúc thành công. Dạ vâng. Quỳnh xin chào chú Linh Tâm và cảm ơn chú đã có hai câu hỏi. Quỳnh xin trả lời câu hỏi thứ hai trước. Cái PO Box mà chú vừa đọc lại là đúng, chính xác là PO Box của Quỳnh ạ. Còn cái câu hỏi như có một buổi nào để gặp mọi người, chắc chắn là phải rồi ạ. Chắc chắn là phải có rồi. Thì vì qua đây Quỳnh cũng mong là chú Linh Tâm và tất cả mọi người thứ lỗi là vì Quỳnh không có lên tiếng như mọi người mong đợi liền liền, bởi vì thực sự sức khỏe nó rất là có vấn đề. Và đặc biệt là mẹ Quỳnh và hai cháu nhỏ là không còn đủ sức khỏe để đi ra ngoài nữa. Cho nên lúc đầu Quỳnh dự định là sẽ có một buổi, vì tháng 11 sắp tới Quỳnh sẽ đi Washington DC để gặp quốc hội và có tiếp tục cái chương trình vận động cho người tiếp theo là chị Trần Thị Nga, vì chị Nga thực sự làm Quỳnh cảm thấy rất là xót, vì chị cũng có hai con giống Quỳnh. Cho nên cái chương trình tiếp tới, lúc đầu định là mình vào nhà thì mình sẽ chào người nhà trước, nhưng mà đến hôm nay thì cảm thấy là sức khỏe nó không được đủ lắm. Nên cái buổi có lẽ là Quỳnh sẽ đi Washington DC xong Quỳnh quay về, với sự giúp sức của chú Tường Minh và anh Hoàng Bách, Quỳnh sẽ có một cái thông báo và cùng tất cả những xin lỗi chị Tường Minh, nói hồi nhìn biến tới chị thành chú luôn. Quỳnh sẽ có một cái
một cái buổi ra mắt và chào tất cả mọi người ở đây để cảm ơn sự chào đón rất nồng ấm của cộng đồng và cảm ơn tấm thịnh tình của chú Linh Tâm cũng giống như tất cả mọi người. Chắc chắn là Quỳnh sẽ có một buổi chào đón ở một buổi tri ân ở đây ạ, chắc chắn rồi ạ. Và cái thời gian chính xác sau khi Quỳnh chuẩn bị đủ đủ các cái, vì thực sự là để vận động cho chị Trần Thị Nga, Quỳnh cần có thời gian để làm ngồi xuống làm việc rồi nghĩ ra mình cần viết cái gì, nói cái gì, nó sẽ mất thời gian. Cho nên khi Quỳnh ra gặp mặt cộng đồng á, Quỳnh cần phải có sức khỏe đủ. Cho nên chắc chắn Quỳnh sẽ có, nhưng mà cái thời gian chính xác và địa điểm thì Quỳnh sẽ nhờ chị Tường Minh và anh Hoàng Bách thông báo sau ạ. Dạ vâng, thưa quý thính giả, thì lúc đầu đó chị Như Quỳnh đã dự trù sẽ trước khi mà đến Washington DC thì có buổi họp mặt ở đây ra mắt để chào đồng hương, tức là nơi nhà của mình. Nhưng mà bây giờ thì sức khỏe của gia đình cũng chưa được ổn lắm, thì là mong quý khán thính giả cũng như đồng hương hiếu tinh thông cảm thương cho Quỳnh. Và sau khi Quỳnh đi Washington DC thì trở về sẽ có buổi họp mặt để mà đồng hương có cơ hội tiếp tay, bắt tay trực tiếp với cũng như nói chuyện với chia sẻ với Như Quỳnh. Thì chúng tôi cũng mong quý thính giả thông cảm cho một người chân ướt chân ráo mới vừa đến mà có hai cháu rồi có mẹ già nữa, thì mong quý vị thông cảm cho Như Quỳnh. Như Quỳnh có thấy không, tất cả quý đồng hương của Houston chúng ta ở đây rất là thương Như Quỳnh, được thấy hình nè, rồi được gọi điện vô nói chuyện trực tiếp với Như Quỳnh nữa mà vẫn chưa có vừa lòng, phải tai nghe không bằng mắt thấy mà còn phải được rờ được đứa con thân thương của mình nữa thì mới là hài lòng. Tuy nhiên thì cũng giống như là Như Quỳnh cũng đến đài lần này là lần thứ hai rồi, nhưng mà chúng tôi cũng mới phỏng vấn lần này thôi, bởi vì cũng biết là Như Quỳnh thứ nhất trái giờ trái giấc, thứ hai là sức khỏe ở trong tù thì đương nhiên là nó không có được có sức khỏe tốt rồi, phải để cho có thời gian để Như Quỳnh có thể hồi phục sức khỏe. Và chương trình này quý vị cũng có thể tiếp tục gọi vào với chúng tôi qua số điện thoại 713-931-1560, 713-931-1560. Chúng tôi thấy có rất là nhiều quý vị gọi vô trong đường dây, tuy nhiên thì cho chúng tôi một chút thời gian để mà Như Quỳnh có thể trả lời tường tận tỉ mỉ cho những thính giả đã gọi vào trước, rồi sau đó thì tính lượt quý vị. Xin hãy cho chúng tôi một chút thời gian để mà chúng tôi trò chuyện với những người trước ạ. Thưa chú Hoàng Bách. Dạ vâng, thưa quý thính giả, chúng tôi chỉ còn 15 phút còn lại mà thôi. Bây giờ có câu hỏi với Như Quỳnh. Những nhà đấu tranh dân chủ trong nước thì ai có lẽ hầu hết đều biết anh Trần Quỳnh Duy Thức là một cái trí thức, là một người thành công trên thương trường. Nhưng mà anh đã chọn con đường đấu tranh rồi anh bị bắt tới kết án tù tới 16 năm. Cho tới bây giờ thì Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng yêu cầu, cũng can thiệp bằng cách là anh ra đi. Nhưng mà anh không chịu đi. Thì với cái nhìn của Như Quỳnh cũng như là các bạn ở trong nước về anh Trần Quỳnh Duy Thức là một nhà đấu tranh như thế nào? Dạ vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh Hoàng Bách. Thì thật sự với những người đi, những lớp đàn em như Quỳnh thì anh Trần Quỳnh Duy Thức thật sự là một người truyền cảm hứng. Một người khiến cho mình cảm thấy rằng là mình có một người anh quá tuyệt vời, một người anh quá giỏi giang. Và thật sự trước khi Quỳnh bị bắt khoảng thời gian năm 2012, 2013 gì đó, Quỳnh nhớ là Quỳnh từ Philippines trở về thì có gặp riêng bác Huỳnh là bố của anh Thức. Thì bác cũng có nói về việc là họ luôn, bên công an họ luôn là ép anh Thức phải viết cái đơn nhận tội, rồi viết cái xin khoan hồng vào, xin khoan hồng. Lúc này là, lúc đó là anh đã có án rồi, nó không là nhận tội nữa mà là xin khoan hồng vào mỗi cái dịp được giảm án. Thì anh Thức anh từ chối. Nghĩ về một người anh với tư cách là một người em thì Quỳnh nghĩ anh ở trong tù tới mười mấy năm phí quá. Phí quá. Và ảnh có đủ sức khỏe không trong 16 năm trước? Đó là nghĩ với vai trò của một người em ruột. Nhưng nghĩ với vai trò của một người tranh đấu thì Quỳnh biết anh có lý tưởng, anh có sự lựa chọn của mình để quyết định như vậy. Quyết định không ra đi của anh Thức nó cũng là một trong những cái quyết định mà Quỳnh nghĩ nó sẽ làm đau lòng gia đình anh Thức trước, và nó sẽ làm anh em mà thương anh Thức sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng mà đó là lựa chọn, là lý tưởng của ảnh. Với Quỳnh, anh Thức giống như là một trong những người truyền cảm hứng rất mạnh mẽ. Và Quỳnh tin rằng là với tất cả các anh chị em trong nước khác, anh Thức cũng là một người anh như vậy. Dạ vâng, và chúng tôi xin phép được mời một thính giả tiếp theo trên đường dây ạ. Xin quý vị cho biết quý danh. Dạ, xin chào. Mời quý vị lên tiếng ạ.
Chúng tôi không nghe được quý vị ạ. Xin lỗi, có phải tôi không ạ? Dạ, thưa đúng rồi. À, xin chào anh Hoàng Bách, cô Tường Minh và cô Như Quỳnh. Dạ, chào chú. Tôi là Trần Hoàng Sa. Tôi có một câu hỏi như thế này cho cô Như Quỳnh. Đối với đồng bào Việt Nam hải ngoại đó thì có đấu tranh chính trị, đấu tranh chống cộng sản, đấu tranh đòi độc lập dân chủ cho Việt Nam. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái cuộc đấu tranh chính đó là ở trong tay những người trong nước. Thì ngoài những điều mà như lúc nãy cũng nhiều người đã nói, cô Như Tình cũng có nói là có cái sự sợ hãi, có cái sự dối trá, có những cái chia tiền của chính quyền. Nhưng mà mình thấy rõ cái người dân bây giờ có thể là đó là một cái biểu hiện bên ngoài thôi, có vẻ như là thờ, có vẻ là vô cảm trước về thành đất nước. Thì cô Như Tình là người sống giữa lòng đất nước, giữa lòng những người dân, thì cô có lời khuyên nào mình nên vận động như thế nào để cho người dân bớt thờ những thực sự cái mình thấy đó là sự thật, bớt thờ và bắt đầu quan tâm hơn cho cái công cuộc đấu tranh đòi lại dân chủ độc lập và đất nước. Tôi hết câu hỏi. Dạ, cảm ơn anh Trần Hoàng Sa. Dạ vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh Trần Hoàng Sa. Mình nghĩ rằng là không có lời khuyên nào hết anh à. Tại vì mỗi người có một vai trò, một vị trí, một công việc, một thứ để mất khác nhau. Người thì sẽ mất công việc, người thì sẽ mất hạnh phúc gia đình, người thì sẽ mất con cái, người sẽ mất anh chị em. Nên Quỳnh không bao giờ có lời khuyên được, tại vì họ sẽ phải lựa chọn. Nhưng lựa chọn như thế nào để mình có thể ngẩng cao đầu thì Quỳnh có thể chia sẻ là người dân trong nước họ không có thờ ơ. Bằng chứng là Quỳnh đã có những người bạn trong nước hết sức bình thường, hết sức âm thầm. Khi mà Quỳnh bị bắt, sợ quá thì có thể những người hàng xóm mà sợ quá họ có thể chạy đến hàng rào nhà Quỳnh, họ móc lên đó một bó rau, một ít thịt, một ít cá mà mẹ nói là Quỳnh phải cảm ơn những người đó, bởi vì họ đã bước ra khỏi cái sự sợ hãi của họ để đến gia đình nhà Quỳnh, vì nhà Quỳnh ở Việt Nam thì lúc nào cũng được canh gác hết. Rồi có những người bạn mà Quỳnh không bao giờ Quỳnh nghĩ rằng là bạn bè sẽ đến nhà mình, sẽ có những buổi họp và nói cho những người khác biết là Quỳnh đã làm gì. Cho nên Quỳnh nghĩ các bạn, những người ở trong nước họ không âm thầm, họ đang tìm cách lựa chọn đứng về phe những người tốt và bằng cách của họ, cho nên họ không âm thầm. Mình cũng không thể, vì cộng sản họ tuyên truyền, họ vận động, cho nên mình không thể như vậy. Mà mình từ bản thân của Quỳnh và các thành quả từ các cái hoạt động nhẹ nhàng khác của các anh em trong nước, các thành viên mạng lưới blogger, tụi Quỳnh sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng là tụi Quỳnh từ từ đang bước ra khỏi nỗi sợ hãi của mình, đã đạt chạm đến cái tự do mình mong muốn. Thì khi mọi người cảm thấy ô, những anh chị này, những bạn bè này làm được, tại sao mình không làm được, họ sẽ làm. Chứ còn nói là tuyên truyền hay là khuyên, Quỳnh không thể khuyên người ta phải lựa chọn, vì cái mất mát của họ, họ phải cân nhắc đong đếm ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của anh ạ. Dạ vâng, và chúng tôi xin mời một thính giả tiếp theo ạ. Alo. Dạ, xin chào. Tôi muốn hỏi cháu Như Quỳnh, tôi năm nay cũng trên 80 rồi. Tôi cũng ở tù 13 năm sau 75. Tôi cũng nói sơ sơ, muốn hỏi cô Như Quỳnh một chút về vấn đề gia đình. Sao không thấy ba cô Nấm đi theo cô Như Quỳnh, mà tội nghiệp hai đứa nhỏ mà cho chiếu cha nó cũng mất cái phần nữa rồi. Cô có thể trả lời được không ạ? Chú ơi, có thể trả lời. Chú cho con được biết quý danh được không ạ? Dạ, tôi tên Tòng, Tòng. Dạ, chú Tòng. Dạ vâng, con xin cảm ơn câu hỏi của bác Tòng ạ. Quỳnh thì cái câu hỏi này nó không có gì mà phải ngại, tại vì con với ba của Nấm là đã ly hôn rồi, bởi vì cái lúc những việc Quỳnh làm á, nó tạo ra quá nhiều áp lực cho những người trong gia đình. Và khi mà ngồi xuống nói chuyện với nhau thì em chọn đi, hoặc là em ra ngoài xã hội, hoặc là gia đình. Quỳnh đã từng lựa chọn gia đình nhưng mà không được, tại vì lựa chọn gia đình rồi mọi sự áp lực, mọi sự đàn áp nó chưa dừng lại. Và không chỉ áp lực riêng Quỳnh mà còn áp lực đến cả công việc của ba của Nấm, áp lực đến những người xung quanh nữa, và anh cảm thấy anh không chịu được áp lực. Thì tụi con chọn cái cách là hai người bạn với nhau. Đó là lý do tại sao ba Nấm không đi theo. Nhưng sống ở cái thế giới văn minh này thì chính bố mẹ phải tạo cho
con cái một cái môi trường an toàn về tình cảm. Cho nên Nấm trước khi đi, Nấm có nói với ba của Nấm là ba đợi con, đến khi con 18 tuổi con sẽ bảo lãnh ba qua. Thì trong đầu là đó là lý do tại sao mà ba Nấm không đi cùng. Con hy vọng là chú hài lòng với câu trả lời này. Con cảm ơn chú ạ. Tôi cảm ơn con cháu Nấm nhiều lắm. Tôi năm nay cũng trên 80 rồi, cũng ở tù 13 năm với Việt Cộng rồi. Thành ra tôi cũng biết khá nhiều nó. Thôi để những câu hỏi khác cho những quý vị khác, tôi sẽ gặp cháu Nấm sau. Cảm ơn. Dạ, con xin dạ cảm ơn chú Tòng rất là nhiều. Chúc chú nhiều sức khỏe và xin chào tạm biệt chú ạ. Vâng, chào. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình hội thoại với blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức là blogger Mẹ Nấm. Trong chương trình này chúng tôi đã kéo dài cũng 2 tiếng rồi. Tuy nhiên thì chúng tôi thấy là quý vị vẫn còn yêu mến gọi điện vào để đặt câu hỏi với Như Quỳnh. Nhưng mà rất tiếc thì chỉ còn một phút cuối cùng trong chương trình này, tụi mình muốn dành lại cho Như Quỳnh để Như Quỳnh có thể có đôi lời tâm sự cuối cùng với thính giả của chúng ta. Dạ vâng. Trước hết thì Quỳnh xin cảm ơn chị Tường Minh, cảm ơn anh Hoàng Bách, cảm ơn các anh chị ở đài Việt TV đã dành thời gian cho Quỳnh có thể xuất hiện trước cộng đồng một cách gián tiếp. Tức là mọi người thì muốn nắm tay và nắm tay mà, cho nên này gọi là gián tiếp. Thì cảm ơn sự chào đón rất nồng nhiệt của cộng đồng đã làm cho Quỳnh cảm thấy rằng là những nỗ lực của mình, sự lên tiếng của mình đang được cô chú bác anh chị em họ hàng nhà mình lắng nghe và ủng hộ và chào đón mình trở về. Quỳnh cũng mong muốn rằng là mọi người có thể bỏ qua, có thể thứ lỗi vì những thiếu sót mà Quỳnh vô tình mắc phải, đã và đang hoặc là sẽ vô tình mắc phải, vì chắc chắn đó là những thiếu sót vô tình chứ Quỳnh không bao giờ cố ý làm tổn thương bất kỳ một người nào. Quỳnh cũng mong muốn tất cả các anh chị em ở trong nước đang lắng nghe Quỳnh biết được rằng Quỳnh đã được mọi người yêu thương, đã được bảo bọc như thế này thì bất kỳ một người tranh đấu nào cũng vậy, sẽ không bao giờ cô đơn hết. Biết là mình được bảo bọc như vậy để anh chị em yên tâm tiếp tục giữ vững tinh thần. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người rất là nhiều và hy vọng sẽ được gặp mọi người trong một ngày gần nhất sau cái chuyến đi Washington DC của Quỳnh. Dạ vâng, đến đây thì thời gian rất tiếc là đã hết giờ. Chúng tôi thành thật cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi và lắng nghe. Cảm ơn Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã đến tham dự trong chương trình này. Cảm ơn Tường Minh đã cùng đóng góp với chúng tôi trong chương trình hậu luận ngày hôm nay. Chúng tôi xin chúc Như Quỳnh cũng như gia đình được bình an và hội nhập với môi trường nhanh. Xin chào tạm biệt quý thính giả. Dạ vâng, cảm ơn chú Hoàng Bách, cảm ơn Như Quỳnh và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Mong là sẽ có những ngày tiếp theo, những buổi hội luận tiếp theo để cùng nói chuyện với Như Quỳnh về những đề tài khác nữa. Và kính chào quý vị.